Chú chó siêu thông minh, biết phân biệt tiền giả tiền thật. Cho tiền con kìa. No. Ta biết tiền nào xài được, tiền nào xài không được nghe ông Tuấn. Con muốn đi dữ lắm mà con đang con đang tôm khô cả nhà. Tối ngày bị ông chủ tiệm sửa xe. Cái đó là không bỏ liền chứ đưa tiền thiệt đi rồi biết à, không có bỏ đâu. Trần đời đúng là chưa thấy bé chó nào khôn như đứa này. Nhiều đứa khôn lắm cũng chỉ biết mua đồ phải trả tiền, có khi trả bằng lá cây vì nghĩ đó là tiền. Vậy mà bé gấu này đã biết phân biệt tiền giả tiền thật luôn nha. Hễ mà đưa tiền thật là nó cầm chặt, không ai giật nổi. Mà nếu trêu nó, đưa tiền giả là nó đem về bảo mẹ mang đi vứt liền. Như nay hàng xóm trêu, gọi gấu qua cho tiền rồi đưa cho tờ vé số. Mẹ ẻm cũng đã cảnh báo là không lừa nổi nó đâu mà mọi người không tin, vẫn cố trêu. Tới khi thấy nó thẳng tay vứt tờ vé số đi thì ai nấy đều công nhận thanh niên này khôn thật. Cho tiền con kìa. No. Ta biết tiền nào xài được, tiền nào xài không được nghe ông Tuấn. Con muốn đi dữ lắm mà con đang con đang tôm khô cả nhà. Tối ngày bị ông chủ tiệm sửa xe. Cái đó là không bỏ liền chứ đưa tiền thiệt đi rồi biết à, không có bỏ đâu. Mẹ bảo ngồi xuống cho ăn hay đưa tay ra bắt là cu cậu cũng nghe hiểu hết. Hỏi ngon không cũng biết trả lời nữa nha. Vậy thì bảo sao mà không lừa nổi nó. Nó khôn quá trời luôn. Em ngồi xuống đi. Đưa tiền thiệt là cắn liền à, không có bỏ đâu. Đúng nè, tất cả đều đúng. Đừng ngồi vậy. Không. Không ngồi vậy. Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Ăn nữa không? Nữa hả? Nàng Cozy điệu đà, không make up là không chịu đi ngủ. Hả? Cái gì vậy bà nội? Sao? Con mình đánh son à? Đúng, đúng. Mẹ đánh son cho con nha. Đúng, hợp lý. Mẹ đánh son cho nha. Đúng này, tất cả đều đúng. Rồi, xin chưa? Ok. Đây là câu chuyện thường ngày của nàng Cozy tên Plum. Ẻm điệu thì thôi rồi luôn. Hễ thấy mẹ đánh son đánh phấn là ra xin ké miếng. Điển hình là việc mỗi tối trước khi đi ngủ, nó sẽ không chịu ngủ nếu không được tô son, cứ nằm canh mẹ miết. Nghe tiếng mẹ mở thỏi son dưỡng là nàng ta đứng phắt dậy, chạy ra xin ké miếng son liền. Mẹ cũng phải chiều ẻm, giả vờ đánh một chút vào mũi thì nó mới chịu yên. Hả? Cái gì vậy bà nội? Sao? Con mình đánh son à? Đúng, đúng. Mẹ đánh son cho con nha. Đúng, hợp lý. Mẹ đánh son cho nha. Đúng này, tất cả đều đúng. Rồi, xin chưa? Ok. Đánh son xong thấy xinh là cười ngay vậy đó. Giờ thì em mới chịu đi ngủ. Đúng là giống cái thì dù loài nào cũng thích làm đẹp thôi. Rồi, xin chưa? Mời đẹp. Ok, đánh son rồi là ok nha. Trời ơi, xinh quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.